Tại biết không đâu? Đâu có hết đâu, nên bảo mình sắp đó. À, đúng rồi, đúng rồi. Đậu ba hết đâu rồi. Nhưng mà bị di chứng á, xong rồi dây thần kinh á, nó bị thiệt hại, cho nên là bây giờ mới đọc sách á. À, mấy đứa vào trong đi, đừng có quậy phá ba nữa. Để ba đọc sách. Đọc sách đó, 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 đó. Này, con phải đọc sách gì? Hai đứa làm phiền ba quá, đừng làm phiền nữa. Để ba đọc sách. Thì ba ngồi ba đọc đi, tụi con đứng đây kể tụi con. Sách gì lấy vô đọc. Có thử có đọc sách gì nè, những gì dọc kinh tế học. Ồ, ông nội đó, ông nội học về, ông nội học về thôi ba, rồi đọc sách nè. Dạ ba, tính nước ba. Dạ đọc sách gì đó? Dạ kinh tế học quốc tế. Ừ, ở đâu kiếm ra được cuốn sách này vậy? Con nhớ lại á, ngày xưa á con thích đọc cuốn này lắm, cho nên con tìm hết trong cái phòng á, may quá tìm được đó đó ba. À, hay quá. À, hồi, hồi xưa đó con thích đọc cái cuốn này nhất nè, thích dạ. Nghiên cứu gì nó nhất nè. Dạ đúng đó ba. À, cứ đọc đi con. À, dạ. Nghiên cứu được cho nên nhớ lại. Dạ. Kinh tế học quốc tế, nay đặt nghiên cứu nữa. Rồi tí ơi, chiều nay coi chừng mưa gió bão bùng luôn á. Mưa gió bão bùng cái gì? Ép, con đừng có nói vậy. Con phải giúp đỡ cho ba con để ba con trở lại phục hồi như xưa chứ. À, thôi đừng quấy phá ba con nữa, để ba con đọc sách đi. Đó, nghe ông nội đó hả? Ba, con muốn ôn luyện lại để con trở lại con người năm xưa. Đó, còn con cũng vậy nè. Con phải cố gắng học hành cho nó thật giỏi để có tương lai sau này. Ba biết không? Nó học gì đâu mà điểm 1, 2 không ba? Thôi được rồi, có gì không biết hỏi ba, ba chỉ cho. À, thôi đi, lên lên cho ba con đọc. Có gì không hiểu rồi hỏi ba, ba giải thích cho. Ba không một chuyện biết. Ủa Phạm. Ủa anh hai. Ủa? Anh muốn hỏi em chuyện này. Dạ anh hai ngồi đi. Anh hai muốn hỏi em chuyện gì? Ừ thì anh muốn cố nhớ lại những chuyện ngày xưa. Mà không hiểu sao mỗi lần anh tập trung anh nhớ anh bị bung bung cái đầu chết luôn á. Nè anh nhớ lại giùm anh đi. Hồi xưa á anh làm cái gì, anh thích cái gì? Anh hai thực sự thay đổi rồi ha. Để em nhớ coi. Hồi đó anh thích nhất là đọc sách đó. Sách truyện hả? À, không phải. Là sách kinh doanh, kinh tế, nghiên cứu thị trường. Ừ, đặc biệt là nghiên cứu và thẩm định về đồ cổ. Vậy hả? Ủa, sao toàn là thích những cái quái đản vậy ta? Nè, em đừng có gạt anh nha. Sao lại quái đản hả anh? Những quyển sách đó bổ trợ cho công việc của anh rất là nhiều. Vậy hả? Em gạt anh làm cái gì? Anh biết không, từ khi anh dẫn Tép và Tí bỏ đi, lúc nào ba cũng nhớ về anh. Cho nên ba giữ những quyển sách của anh kỹ lắm, không sót một quyển nào hết. Tất cả đều còn nguyên ở chỗ cũ đó. Anh đi theo em sẽ dẫn anh đến đó. Ba, ba. Sao vậy? Sao vậy? Vô thi đồ nghỉ ngơi. Không thì con cố tình ra đây coi chúng ba có phục hồi lại chưa, mà con muốn lấy lại trí nhớ ra đây coi ba đọc sách làm sao. Ba nói ba khỏe rồi. Thảo đọc sách, đọc trời ơi. Sách kết. Đấy ba đọc sách. Giám đốc, giám đốc. Đi theo tôi suốt cả đêm. Anh đã thấy những gì mà anh cần thấy chưa? Dạ, tôi nói gì?
ngày mai ở nhà luôn đi, khỏi đi làm nữa. Giám đốc à, tôi không phải đi thuê giám đốc, tôi chỉ tình cờ vào quán này uống cà phê thôi. Ai về gặp được giám đốc. Thông minh, biết cách ứng biến, như vậy sẽ làm việc tốt cho ba tôi đó. Rồi không? Chào bác. Ê. Ủa, bác tới tình anh Văn hả? À, tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Có chuyện gì bác? À, cậu theo dõi Tăng Ba Minh, giám đốc của cậu đó, cử chức đồng gì báo cho tôi biết nghe. À, bà nè, phải bí mật, không được cho ai biết, nhất là Hằng Phước Minh nghe. Rồi, rồi, con chấp nhận đó bác. Giám đốc, anh đã biết mọi chuyện vậy mà vậy mà con dịch mặt anh trước công ty, đúng không? Bởi vì ở đó là sai dịch mặt. Tôi không muốn thấy nhân viên khác thấy tôi la mắng hay là dịch. Tôi để cho anh theo tôi tới đây là có một nguyên nhân khác. Vậy là sao giám đốc? Anh chỉ làm việc gì vậy thì ai trả cho anh cao hơn để làm việc cho người đó, đúng không? Dạ tôi hiểu rồi. Thực ra tôi sẽ nghe theo lời anh. Nghe đây, kể từ nay thì anh cứ báo cáo điều đặn cho ba tôi, nhưng chỉ báo cáo những gì mà anh nói cho anh biết thôi, hiểu chưa? Dạ, dạ tôi hiểu rồi. Vậy thì tránh gặp mặt nhau, ngoại trừ những công việc ở công ty. Dạ. Giờ chơi đi. Đây là anh là ba tôi cử gì kìa hả? Bây giờ ba tôi cử người ra đuổi tôi kìa. Đâu liên quan gì tới tôi đâu. Sao không liên quan? Anh làm gì cậu thả sơ hở khiến ba tôi nghi ngờ tôi. Cái đó là tại vì anh gây ra nhiều chuyện quá. Bây giờ xảy ra chuyện thì ba anh đưa vô anh vô viện nghi vấn là đúng rồi. Không anh đã nói vậy là thì là tất phải chứ sao. Bây giờ anh hai đã về giết chị hai tôi rồi, gia đình đời quê hạnh phúc rồi. Chăm trong gì? Cà phê. Gia đình đều về hạnh phúc. Ba anh vui. Ồ, bất ngờ nghe. Hay là anh lạch câu với ba anh cái vụ mà anh cho địa chỉ nhà bà Thanh. Anh khùng hả? Cái chuyện đó thì có liên quan gì? Chứ giờ anh muốn sao giờ? Kết quả xảy ra ngoài dự tính của anh, tôi đã báo trước rồi. Thật sự bà Phan Thị không hề có nhân tình. Anh đi đi. Anh đã nhận tiền của tôi, phải làm việc cho tôi, phải hoàn thành công việc cho tôi. Chú Dũng, anh quý em đi. Anh nghĩ sao? Anh nghĩ sao? Anh tưởng là anh có tiền anh sai khiến người khác. Rồi bây giờ anh muốn chửi, anh muốn mắng sao cũng được ạ. Thì nói cho anh biết nha, nếu ngay từ đầu không có tôi thì anh không có nhà để ở. Chính tôi đưa anh về nhà ở, tôi cung phụng anh như là ông nội của tôi vậy đó. Tôi nói cho anh biết, kể từ bây giờ tôi định không làm việc cho anh. Tôi xin lỗi, tôi nóng quá tôi lỡ lời. Bỏ qua cho tôi đi. Dẹp đi. Tôi chán mấy cái trò tào lao của gia đình anh lắm rồi. Bây giờ anh có giỏi anh tự đi giành gia tài qua đi. Xuống đi. Xin lỗi mà không có anh làm sao tôi giành được gia tài đi. Với lại bọn anh không muốn là anh nhận cái phần chia nhiều hơn sao? Tôi không cần. Tôi là thám tử giỏi mà, tôi tự tìm ra tiền được. Tôi nói cho anh biết nha, anh mà còn lèm bèm nữa, tôi mà điên lên á, tôi khai hết mấy cái chuyện của anh cho ba biết. Thôi mà, đừng vậy mà. Tôi xin lỗi, đừng làm vậy. Uống cà phê đi, từ từ mình nói chuyện nha. Anh đọc cuốn sách đó thấy sao rồi? Thấy sao hả? Thấy được. Nhưng mà càng đọc càng không hiểu. Anh không hiểu gì hết hả? Sao kỳ vậy ta? Thôi không sao đâu. Dù sao thì nội dung trong cuốn sách đó cũng không còn hợp thời nữa. Chị đã lỗ thời em. Ủa, anh Thành. Ủa? Ủa, anh ba. Thôi, ngồi đi em.
Hai anh em đang nói chuyện gì vậy? Để ba cái vụ này nè. Em đang giúp cho anh hai tìm lại ký ức đó. Ủa, anh ba? Anh cũng hứa với ba là sẽ giúp anh hai có lại trí nhớ mà. Sao bữa giờ em không thấy anh hành động gì hết vậy? Bữa giờ anh bận nhiều công chuyện quá mà em. Đúng rồi đó. Em bớt công việc đi, dành cho anh ít thời gian, giúp anh để phục hồi trí nhớ. Lúc đó hả, ba sẽ chia gia tài cho ba anh em mình. Ủa, hồi trước anh nói là anh không cần chia gia tài, tự nhiên bây giờ sao anh đòi ba chia gia tài là sao hả? Thì đúng rồi, hồi lúc trên rừng về, tại vì chưa tìm được vợ, cho nên đâu cần tiền. Không, bây giờ có vợ rồi, mình phải cần tiền, cần một số vốn để anh với vợ anh kinh doanh, chứ để vợ anh mà đi làm công thuê cho người ta, anh nhìn anh nhục lắm. Em thấy cũng có lý. Cái lý do này chính đáng, em sẽ giúp anh. Nhưng mà để anh nhớ lại mấy cái chuyện quá khứ mà trông mong vào mấy cuốn sách này, em thấy không ổn đâu. Sao vậy? Cái chính bây giờ là anh phải làm cho ba thấy anh có quyết tâm. Cho nên anh phải làm một cái gì đó cho ba vui, chứ không phải anh phải nhớ lại mấy chuyện năm xưa. Anh hiểu ý em rồi. Có nghĩa là bây giờ anh phải kết hợp cả hai. Thì à, nghĩ tại vợ chồng anh chưa nha. Tôi có chuyện muốn nói với thầy. Cảm ơn anh, tôi chưa có đói. Anh Hòa muốn nói gì thì nói luôn đi. Không đói thì chút nữa ăn sao cũng được. Tôi muốn chuyện tối hôm trước. Tôi chưa nói gì hết. Giờ thì tôi muốn nói là chúc anh. Cảm ơn anh. Chào anh Hòa. Dạ. Chào Téo. Anh đến đưa chị với anh trưa. Thôi để tôi vào trong, tôi làm món ngon tải cho hai người ăn nha. Cảm ơn. Tôi phải đưa vợ tôi đi công việc. Thôi xin phép không làm phiền, tôi vào trong. Anh định đi đâu vậy? Có việc gì vậy? Em định nhớ nha. Cái gì mà nó bất ngờ bao giờ. Ủa đứa nào đó mày? Dạ con. Đó Phật. Đọc sách ghê. Kinh tế học quốc tế. Đáng đọc là mốt theo nghề của ông nội với bà con. Dạ. Mà đọc có hiểu gì không con? Dạ hiểu. Nó có hình mà. Cái bản đồ tăng trưởng kinh tế này. Nhưng mà cũng khó hiểu à con à. Dạ em mong nữa nó có hình. Đâu? Ủa? Đó coi. Ủa sao con đọc không lấy riêng cuốn này đọc mà ép vô cuốn này chỉ cho nó nặng vậy? Ba con toàn đọc dạy không á. Ba con đọc gì? Ủa sao ba con đọc cuốn nào? Dạ cuốn đó. Cuốn này? Dạ. Hiểu rồi. Anh, bất ngờ gì mà anh làm cái vẻ bí mật quá vậy? Em hồi hộp quá à. Anh còn hồi hộp hơn em nữa. Bình tĩnh đi, ngồi xuống đây. Anh đừng có nói là anh kêu nhắm mắt lại nha. Nhắm mắt lại để anh hôn đúng không? Xưa rồi. Không cần nhắm mắt luôn. Em cứ mở mắt đi, rồi em sẽ thấy điều bất ngờ và thú vị. Thôi anh nói đi. Không rồi, quá à. Không giờ nói. Nhưng anh hành động. Đây, em hãy nhìn xem. Tê. Nhẫn cặp. Mình già rồi mà anh làm như là mấy đứa trẻ mới yêu nhau vậy. Kỳ thấy mồ. Có gì đâu kỳ. Mặc dù mình già, nhưng mà tình yêu của mình sẽ trẻ mãi. Trẻ mãi không gì. Đây, anh tặng cho bây giờ. Máu tay. Đeo cho anh.
cảm ơn anh. Thì à, mặc dù á, chúng ta được trải qua biết bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cũng được đi. Anh luôn cầu mong gia đình được hạnh phúc và tình yêu của anh và em sẽ mãi mãi trường tồn. Ba, ba, ba nhìn coi đẹp không? Đẹp. Đó, con mới mua một cặp, con tặng cho vợ con cái, con cái. Ừ, vậy được đó. Ủa ba, hả? Cái món đồ cổ này quý giá lắm nha ba. Ba định bán. À, nhưng mà cũng khó có người nào mà sở hữu nó được lắm con ạ. Ba nói đúng. Không phải là có tiền là mua được cái món đồ cổ quý giá đâu ba. Ừ. Cái người nào mà thừa hưởng được cái món đồ cổ này á, là phải có hai yếu tố. Thứ nhất á, là phải cơ duyên. Thứ hai á, là phải biết say mê nó. À, nhớ là nghề đồ cổ rồi hả con? Dạ con cũng nhớ chút chút rồi ba. Ừ, vậy mới được, ráng nhớ là nghề cũ đi. Rồi ba mở cái cửa hàng đồ cổ cho con làm chủ. Cái gì? Ba mở cửa hàng đồ cổ cho con. Ờ. Nhưng mà con thấy không cần thiết đâu ba. Trời. Cái điều con cần bây giờ là con cần sang lại cái nhà hàng. Sang lại nhà hàng? Dạ. Của ai, ở đâu? Nhà hàng vợ con đang làm đó ba. À. Tại con thấy vợ con chịu cực chịu khổ quá, con muốn sang lại để cho vợ con làm chủ. Còn cái chuyện mà buôn bán đồ cổ thì con sẽ giao dịch bên ngoài thôi, khỏi cần mở cái tiệm. Ờ à, vậy cũng được. Phan Thị xứng đáng với điều đó. Ừ. Nhưng mà riêng ba, ba vẫn muốn con là trở lại với nghề đồ cổ của mình. Thì con nói ba rồi, con sẽ làm thêm. Ba hứa rồi nha ba. Ừ. Con cảm ơn ba. Chà, cái tượng này nó đẹp thiệt nha anh hai. Có chắc là anh biết giá của nó không? Yên tâm đi, anh đã khảo sát trên mạng rồi. Anh biết nguồn gốc của nó xuất xứ vào năm nào, thập niên nào được kìa. Anh mày cũng biết lên mạng tra cứu nữa hả? Anh biết nhiều mạng hồi nào vậy? Bà thứ đó dễ ọp, mày mò tí lạ ra. Đó mà nè, nó thiệt tình là em không có rành mấy chuyện đồ cổ. Mặc dù là em gợi ý cho anh đem đi bán, nhưng nếu lỡ có chuyện gì không đúng thì em có ăn có nói với bà lắm. Em đừng có lo, anh chịu trách nhiệm chứ. Cái tụi nó quý như vậy, thôi giờ đi anh, đừng có bán nữa. Gì kìa, nó đi là phải bán. Đàn ông là phải có bản lĩnh, mình đã quyết là phải làm, hiểu chưa? Nhưng mà em thấy lo làm sao? Nó lo gì? Ba quý cái tượng này lắm. Hay là mình đợi ba về rồi mình hỏi ý kiến của ba, rồi hai em đi bán. Trời ơi, ý kiến cái gì, mỗi lần ba đi bán cũng cần nhờ anh. Đó, cái tượng này nè, anh sẽ bán rất là có giá. Đem tiền về ba sẽ khoái liền à. Lúc đó ba thấy anh em mình biết tu chí làm ăn, ba sẽ đồng ý chia gia tài. Có tiền rồi á, em sẽ thực hiện được ước mơ của mình, đúng không? Anh nói thì cũng có lý. Sao cậu? Có tin tức gì tôi không? Dạ, mấy ngày hôm nay giám đốc Minh đi làm đúng giờ. Ngoài giờ làm ra thì chỉ đi cà phê với bạn bè. Và thi thoảng thì chỉ có đi nhậu với đối tác thôi ạ. Ủa, bình thường, không có gì khả nghi hết hả? Dạ không à, giám đốc Minh vẫn sinh hoạt cứ bình thường à. Không có gì là khả nghi hết thưa bác. À, thôi cảm ơn cậu. Nếu có tin tức gì mới thì báo cho tôi liền nghe không? Dạ. Rồi, cảm ơn. Bye bye! Ba ơi, ba. Ba có niềm vui cho ba nè. Chị vui dữ vậy téo. Bảo đảm á, ba sẽ bất ngờ dẫn đến sự thú vị. Ờ, à, đừng làm giật gân cái bà giật mình nha con. Này, ba coi đi. À, cái gì vậy? Trời đất ơi, tiền ở đâu mà nhiều dữ vậy? Con bán cái tượng đồ cổ của ba đó. Bán tượng đồ cổ? Dạ. Con bán cho ai? Thì cho khách hàng, nó biết vậy được rồi. Bà thấy con có giỏi không? Mà con bán giá bao nhiêu? Đúng ra chỉ là 80 triệu thôi, nhưng mà nhờ cái tài ăn nói khéo léo thuyết phục của con á, khách trả 100 triệu luôn. 100 triệu? Dạ. Con dựa vào đó mà con bán như vậy? Con nghiên cứu kỹ lắm, nghiên cứu trên mạng đó.
chiên cuốn trên mạng. Dạ. Ôi ơi, téo ơi là téo. Rồi ba cái đồ mà bán ở trên mạng đó, à là ta bán đồ giả, người ta đẩy giá lên. Trời ơi, gì là chết rồi, con người tìm hiểu ở đâu, con tìm hiểu trên mạng là sao? Vậy con bị hớ hả ba? Hớ cái gì? Con nhốt quá vậy. Hớ cái gì? Con làm vậy rồi, con để làm gì vậy? Lập công cho ba đó hả? Hả? Téo ơi là téo. Ba nghĩ là con tìm tòi, con học hỏi, con nghiên cứu, rồi con nhớ là chuyện ngày trước. Con giúp ba. Cái này trời ơi, con gì xào xảo rồi con đó làm gì rồi bán tống bán tháo đồ của ba chị. Rồi cái người trong nghề ta nhìn vô như cái giá này, người ta tưởng nhà mình là bán đồ giả. Trời ơi, mất uy tín cả gia đình con ơi. Ba, tất cả là do con. Chính con là người gửi cho anh hai trở lại cái nghề đồ cổ của ba. Ba muốn chửi, ba muốn phạt con sao cũng được. Vậy là con đó, bay cái chuyện này đó. Ba, không phải là lỗi của em trai con đâu, mà cái này là do con quyết định đem bán cái món đồ cổ này. Con xin lỗi ba. Con không biết thì con hỏi. Con quan tâm tới đây chứ, con học hỏi chứ, tìm tòi chứ, mà hỏi ba chứ. Sao vậy là sao? Ba thất vọng gì con quá hả? Ba tưởng con cố gắng là nhớ lại là giúp ba, ai ngờ con cái xào xạc nè. Mà cái chuyện là đọc sách gì, giả bộ như ba làm gì á, cầm cuốn sách đọc ba trong đó là toàn là chuyện tranh không là sao? Riết rồi con giống như con nít, thất vọng vậy con quá đi.